trải nghiệm cuộc sống như thế này không? Chị có chứ. Kiểu sau những ngày làm việc vất vả này, chị muốn lên kiểu chỗ vùng cao, những cái kiểu cuộc cái phong cảnh thiên nhiên như này để giảm stress đi này, để kiểu cảm nhận được cuộc sống trên này như thế nào ấy. Ừ. Theo như em được biết thì mỗi lần kể cả khi mình đi qua bất cứ một nhà nào dù không có người nhà hoặc là nhà đã bỏ hoang thì mình cũng phải xin phép người ta để mình vào đấy, nghỉ chân dừng chân thì là con xin các ông thổ địa và xin mọi người dân cho con được nghỉ chân ở đây để dạy lao một chút. Chị có thích đi trải nghiệm cuộc sống như thế này không? Chị có chứ. Kiểu sau những ngày làm việc vất vả này, những nhiều cái câu chuyện trong cuộc sống kiểu stress này, chị muốn lên kiểu chỗ vùng cao, những cái kiểu cuộc cái phong cảnh thiên nhiên như này để giảm stress đi này, để kiểu cảm nhận được cuộc sống trên này như thế nào ấy. Thì em thế nào? Còn em thì nghĩ khác. Đôi khi cuộc sống bộn bề quá, dòng người thì tấp lập. Em muốn đến để trải nghiệm cái này, tại vì là khi mà em được biết ấy thì ở đây người dân người ta cũng không có đầy đủ ấy. Từ những đứa trẻ có nhiều đồng khi còn không được đi học cơ. Em muốn đến để xem cái cuộc sống của họ như thế nào. Cũng khá là thú vị đúng không? Thế mà nói là thành thị thì xuống nông thôn thì áo là thành thị. Mà đấy chỉ là câu nói thôi, chứ mình cũng phải thử trải nghiệm thực tế thì mới biết được. Thì hôm nay thì trải nghiệm một ngày, hai chị em cùng trải nghiệm nhé. Đó. Ok. Xin chào các bạn. Cuối tuần mọi người đã tìm được địa điểm để trải nghiệm ở đâu chưa? Bây giờ chúng mình sẽ dẫn mọi người đi tới một địa điểm vô cùng thú vị nhưng lại ít người biết, đó chính là bản Giang Mỗ Hòa Bình. Các bạn đi với chúng mình nhé. Go go shi. Sao nghe im ắng quá ta? Có ai nhà không ạ? Có ạ. Ồ, bà. Cháu chào bà. Cháu. Bọn cháu đi qua đây thì thấy ngôi nhà của mình rất là đặc biệt và đẹp nên bọn cháu muốn qua để trải nghiệm và xem ngôi nhà của mình như thế nào. Cháu lên nhà đi vào bảng của bà này, thế là cháu thấy nhà bà đơn sơ nhưng mà hôm nay cháu đưa các bà đi quay một vòng xong rồi bà đưa các cháu lên nhà chơi nữa. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Sau khi chào hỏi bà, chúng mình được bà dẫn đi xung quanh ngôi nhà của bà. Ở đây hầu như người dân đều sở hữu một khu vườn nhỏ và chăn nuôi gia cầm. Bà ơi cho cháu hỏi cái này là em cháu đi qua thấy mấy nhà thì cháu thấy ở đâu nó cũng có cái ba này này. Thì không biết là nhà mình thờ bên ngoài hay là thờ đây, gì ạ? Đây nói với cái cháu này ở bên đấy là thần đất nhá. À, còn đây là thờ bản địa nhá. À thần đất với bản địa đúng không bà? Ừ, khác nhau. Nào. Khác nhau. Đây bản địa nữa. Thời bản địa này nó thờ trên trời, thế các thờ các mình giữ cái thờ ở trên trời này là thần đất ở đây, thần đất là thần ông công thủ đi ạ nhá. À. Còn đây là cái bán thiên ở trên trời người ta giữ cái nhà này cho bà. À. Vậy là cái kia là thần thổ địa đúng không bà? Ừ, còn cái này là thần bên trên trời. Ừ, thần trên trời. À, ở đây nhà bà đây thì có đất. Vâng. Nhà bà thì đây đi vào thôi. Đất này là phải mua không bà hay là phải không, chia ra nhà không? Không phải chia đâu, đất nhà mình từ xưa. Đây là cái bể nước, trong đấy là chuồng lợn này. Đây. À, đây có chuồng nhà bà nuôi lợn luôn đúng không? Nuôi lợn bây giờ vừa rồi nó dịch thế là không nuôi nữa. À, thế bảo vâng. Mấy năm mới giờ nuôi lại, bây giờ thì bà chỉ nuôi ngan, mới nuôi gà thôi. Vâng. Có thì quanh thế này thì có bếp bây giờ cứ thế này. Bây giờ là bà sẽ dẫn chúng mình vào nhà. Đấy. Xem ngôi nhà của người Mường và người dưới kia khác nhau như nào nhá. Đây cái cháu lên đây này. Wow, cái cầu thang đây. Đây con trai là 9 bậc, con gái là 9 bậc, con trai là 7 bậc. Đây là người ta leo lên đến đây, người ta chín bậc tình yêu, người ta sự tượng trưng cho chín bậc tình yêu. Đây là nhà bà hay ăn ở đây, xong rồi ngủ bên này. Nếu mà đông nhau thì ngủ đây, thì ăn xong rồi dọn hết đi, xong rồi ngủ. Còn nhà bếp của bà đấy. Nhà bà sống ở trong nhà và bếp nấu trong nhà luôn đó. Ừ. Và trong nhà của bà thì mình khá là bất ngờ, nhìn ngôi nhà bé như vậy nhưng có thể chứa rất nhiều đồ đạc. Bên cạnh đó, gia đình bà còn ăn ngủ nghỉ luôn trong không gian nhỏ bé này.
Bà có hỏi là nhà bà có bao nhiêu người tất cả? Nhà bà bây giờ ở trên nhà, bây giờ còn sống hiện tại, bây giờ còn 4 người trên nhà. Hai vợ chồng, một đứa con, một đứa cháu, còn con gái nó đi làm hết rồi. Cháu có một cái tò mò là thấy nhà ai cũng để bếp ở trên sàn, thế đun nữa không bén gỗ cháy vào gỗ luôn bà? Ở dưới người ta đun, người ta phải đắp đất cho cháu. À, đắp đất, để lên. Đúng là thời kiểu thời các cụ các bạn ạ, thời các cụ thì làm nhà cứ lập bằng lá, bằng rơm, bằng dạ. Nhưng mà ở đây thì lập bằng cọ, cũng có cái rất là cái hay ấy. Nhưng mà nó không bền bằng cái lá danh. Lá danh nó được 20 năm, 30 năm cơ. Bà cho hỏi là ở nhà bà ấy, thông thường làm công việc gì nhỉ? Nhà bà thông thường là làm công việc là làm nưa ruộng này, làm nương này, làm ngô này, làm sắn này, làm khoai này. Nhưng mà bà thường thường bà nếu mà ngày nếu người ta muốn cần khoai thì mình bán khoai, người ta muốn sắn thì mình bán sắn. Vậy là cái nguồn thu nhập chính là từ cái việc nha, mình trồng rau, trồng sắn rồi là nuôi gà, có người mua thì mình bán. Bình thường là ăn cơm, bữa cơm nhà mình là thường thường là sẽ có những cái gì bà? Nhà bà ăn cơm thường thường có hôm nào lại có thịt này. Không có thịt lợn để có thịt gà. Đấy, có rau. Ở nhà có gì ăn đấy. Có gì ăn đấy. Ôi, mấy khi các cháu nhỉ? Vâng. Nên chơi nhà bà. Vâng. Có cái gì có ly rượu. Vâng. Để chúc các cháu mạnh khỏe để làm ăn phát đạt nhiều này. Để cười cho cô mừng là bà mừng nhé. Dạ vâng. Cháu chúc bà và gia đình mạnh khỏe. Có gì cháu lên. Hôm nay bọn cháu lên đây chơi. Gia đình thì cháu mang ít thức ăn từ dưới kia lên đây. Các nhà ăn mời khách vào gia đình. Vâng. Vâng. Bà cũng cảm ơn các cháu. Hôm nay các cháu mang thức ăn lên đây để bà ăn cùng với các cháu cho nó vui. Vâng. Vâng. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong thì bây giờ thì chúng mình sẽ đi để trải nghiệm cái công việc một ngày hàng ngày của bà như thế nào. Thì chúng mình sẽ giúp đỡ bà một phần nha. Bây giờ bà cháu mình đi sang vườn. À. Bà hái cam hay làm cỏ thì các cháu đi theo bà đi sang vườn để trải nghiệm. Lâu ngày các cháu lên đến nơi. Dạ vâng ạ. Bây giờ mình đi lên. Kể nó có thêm cái ủng nữa thì gọi là tông xẹp tông luôn rồi này. Không, cái bà đưa cháu đeo đựu cho. Bà đưa cháu đeo đựu phụ cho. Dao. Cái để bỏ dao luôn, bị đứt đúng không ạ? Không, không phải giúp, cho mình phải cầm tay như thế này, cứ cho vào bỏ nhưng mà... Nhưng mình vặt cam sẽ cũng thử vặt bằng tay chứ. Cam thì mình lấy sao mình cắt? Cam thì mình chọc thứ nhất, người ta cắt bằng kéo ấy. Có kéo cắt đi. Có kéo cắt nhưng mà không có kiểu. Con đường dẫn chúng mình lên đến vườn cam, xung quanh là những con suối nhỏ và những ngọn núi non rất là đẹp. Khi nhắc đến Hòa Bình thì không thể không nhắc đến cam Cao Phong Hòa Bình. Cam Cao Phong từ lâu đã trở thành đặc sản có tiếng của người dân bởi hương vị ngon ngọt mộng nước. Bây giờ là chúng mình đã đến cái vườn cam nhà bà rồi. Đây là cả một cái vườn cam rộng như này là của nhà bà hết ạ? Của nhà bà hết. Thế bây giờ mà ví dụ mà đến mùa cam này nó chín thì bây giờ mình hái thì mình phải thuê người hay mình cứ đi hái mình nữa? Thuê người thì chẳng. Phải thuê người. Thế tại vì rộng như vậy mà hái. Từ đến 7 năm trở lên mới có quả. Từ 3 đến 7 năm. Đến 7 năm. Là 7 nó mới mất sinh quả. Nào cái cây này thế thì cây này cũng đã được bao nhiêu năm rồi bà? Cây vườn này được 9 năm rồi. 9 năm. Năm nay là 9. Bói rất là nhiều quả. Năm nay là 9 năm đấy. Bắt đầu bói từ năm ngoái đến năm nay là 2 năm. Năm nay là 2 năm. Thông thường mùa cam này thu hoạch vào tháng mấy rồi? Cái cam này quần sách thì vào tháng 2 tháng 3 ấy. Năm tháng 3. 2 tháng 3 thì cam ấy mà. Bây giờ các cháu là đi hái cam với bà nhé. Thế bây giờ ba bà cháu mình đi lên đây. Vâng ạ. Cháu. Đâu? Cái này phải chọn nữa hả bà? Cháu cứ tưởng vàng vàng là nó chín hết rồi. Tưởng cắt đến đầu hay là đến đây ạ? Bà chỉ cho chúng mình cách lựa chọn những quả cam ngon là khi phần dưới cùng của quả cam có màu chín đỏ hoặc màu vàng. Nếu chọn cam để ăn ngon thì quả càng rám hoặc màu xám ăn là ngon nhất.
Nếu có dịp thì mọi người hãy thử một lần đặt chân đến Giang Mỗ Hòa Bình để trải nghiệm thứ nhất. Sau khi chúng mình vừa đi hái vườn cam thì giờ chúng mình vào vườn sắn để cuốc sắn cho bà nhé. Sao à? Thế là cứ cuốc này à? Ôi, có củ luôn này này bà, đúng không? Đúng lắm bà, đúng lắm bà. Một củ thế này. Ai, đã lâu thành quả là một củ sắn nha. Hơi phí một tí là cuốc vào nó rồi. Nhưng mà cái củ ấy rất là to, dưới vẫn bên dưới là vẫn còn một cái củ dài nữa nhá. Vất vả đúng không? Cuốc mệt mỏi hơi ta. Mệt mỏi ta. Mệt mỏi ta. Mệt Hôm nay rất là cảm ơn bà đã cho bọn cháu cái một ngày trải nghiệm rất là đáng nhớ. Mới biết rằng là cuộc sống của người dân nơi đây khi người ta đi làm việc nó vất vả như thế nào. Là không chỉ có một công việc, hai công việc không mà rất là nhiều công việc gộp lại. Mới nói đường đèo, đường núi để đi rất vất vả nữa. Nên bây giờ thì do bọn cháu nhà ở xa nên cũng không có thể ở lại lâu được ấy. Thì bọn cháu sẽ xin phép đi về sớm. Và hôm nay cháu rất cảm ơn bà. Bà cũng cảm ơn các cháu đã đi về đây với bản mường của người mường của bà. Mà các cháu lên trải nghiệm ở nhà bà. Thì hôm nay không, nếu mà các bà có cái gì sai sót các cháu cũng phải thông cảm cho bà. Nhưng bà rất cảm ơn các cháu. Và rất là hân hạnh các cháu đến nhà bà chơi một lần nữa thế. Vâng. Khi nào có thời gian bọn cháu sẽ quay lại đây để nhà bà chơi cùng trải nghiệm vào một ngày nữa. Được. Thế bây giờ các cháu cố gắng lên nhà bà để trải nghiệm để cho bà biết đây biết đó. Vâng. Cháu cũng... bọn cháu mới phải là người nói câu đó. Khi nào bà lấy ra chúng xuôi cho cháu dẫn bà đi chơi. Có dịp nào thì bà lại đi chơi các cháu. Hôm nay bà đã rất vất vả rồi. Cháu cảm ơn bà rất là nhiều. Còn bây giờ thì thời gian mình không còn nhiều nữa. Bây giờ thì xin chào các bạn. Chào các cháu nhé. Vâng ạ. Bye bye.